Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, chương trình văn nghệ quê hương con người Hà Tĩnh. Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình quê hương con người Hà Tĩnh, phát sóng định kỳ vào thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh Hà Tĩnh. Chương trình cũng sẽ được phát trên podcast kênh YouTube Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử của dân tộc luôn ghi nhận vùng đất Hà Tĩnh có những người con ưu tú là những người tài hoa trên nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, triều chính, văn hóa, y học, thiên văn, địa lý và phát triển kinh tế xã hội ở các thời kỳ của lịch sử. Họ đã thể hiện được chí khí, cốt cách của những bậc trượng phu sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Trong phần mở đầu là bài viết Sáng danh song trạng, tiếp đến có bài Bia trị thủy với gia đình tiến sĩ Trương Quốc Dụng và bài Cổ kính, linh thiêng, đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu. Phần cuối chương trình là giai thoại danh nhân. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xưa nay Hà Tĩnh tự hào là vùng đất học với nhiều tên tuổi đã đi vào trang sử, làm rạng danh non sông đất nước. Truyền thống học hành khoa bảng như một mạch nguồn văn hóa tinh khiết của các dòng họ ở các làng quê chảy mãi qua thời gian từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chúng ta cùng tìm hiểu một gia đình cả hai cha con đều đỗ trạng nguyên qua bài viết Sáng danh song trạng của nhà báo Xuân Báu. Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, trên khắp mọi miền đất nước có nhiều người thông minh, học hành, thi cử đỗ đạt cao và có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhưng cả hai cha con đều đỗ trạng nguyên thì chỉ có hai cặp. Đó là Hồ Tông Thốc, Hồ Tông Đốn, người làng Thủ Thành, Phủ Diễn Châu, nay thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, và Sử Hy Nhan, Sử Đức Huy, ở ấp Ngọc Sơn, xã Bình Lãng Thượng, huyện Phi Lộc, trấn Nghệ An xưa, nay là phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, cả hai cha con Sử Hy Nhan, Sử Đức Huy đều được vua ban quốc tính. Sử Hy Nhan và con là Sử Đức Huy, nguyên gốc họ Trần. Do nhiều nguyên nhân nên việc đổi từ dòng họ này sang dòng họ khác không hiếm trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Nhưng được vua đổi họ như cha con trạng nguyên Sử Hy Nhan thì hiếm có. Cha họ Sử do vua Trần Duy Tông ban và con họ Lê do vua Lê Lợi ban là trường hợp duy nhất trong cả nước. Sử Hy Nhan là một ngôi sao sáng, lừng danh không chỉ riêng ở vùng đất Hà Tĩnh mà cả xứ Nghệ đương thời. Sử Hy Nhan thông minh, học hành tử tế, đặc biệt uyên thâm sử sách, chăm lo chính sự, nên ông được nhà vua đổi từ họ Trần sang họ Sử. Vua Trần Dụ Tông còn khen ngợi Sử Hy Nhan và ban cho ông kim ngư đại, túi thêu hình cá vàng. Sử Hy Nhan đỗ trạng nguyên khoa Quý Mão 1363, đời vua Trần Dụ Tông. Theo sử sách, dưới thời vua Trần Dụ Tông, nhân tài được trọng dụng. Đây là một việc làm sáng suốt của nhà vua, nên mặc dù lúc bấy giờ đất nước lâm vào khó khăn, nhưng chính sự thì vẫn được duy trì nề nếp, nhờ đó trấn an được lòng dân. Với kiến thức uyên bác sâu rộng, lòng ngay thẳng, công minh chính trực, cung cúc, tận tụy, phụng sự, nên Sử Hy Nhan được bổ làm quan đến chức nhập nội hành khiển tri kinh diên, chuyên coi việc giảng sách cho nhà vua. 18 năm sau ngày cha đỗ trạng nguyên thì con trai Sử Hy Nhan là Sử Đức Huy cũng giành được danh hiệu danh giá này tại khoa thi năm Tân Dậu 1381, đời vua Trần Phế Đế. Sử Đức Huy sáng dạ, trí tuệ hơn người, thi cử đỗ đạt cao nhưng không ra làm quan như cha. Khi nội tình nhà Trần lục đục, chính sự bất ổn, rơi vào thế suy vong, nhà Hồ tiếm ngôi, cha con trạng nguyên Sử Hy Nhan về quê nhà dạy học, mở mang dân trí. Không lâu sau, vào năm Đinh Hợi 1407, cha con Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương bị giặc Minh bắt. Nhà Hồ thất thế, đất nước ta lại rơi vào họa xâm lăng và cai trị của giặc Minh. Với dã tâm của kẻ xâm lược nuôi mộng dài lâu, chính quyền đô hộ bày mưu tinh kế cho quan lại đi khắp nơi tìm người tài giỏi, nhất là những người được học hành tử tế, am tường sử sách để đưa về Kim Lăng, tức kinh đô nhà Minh,
huấn luyện, sau đó đem trở lại Đại Việt làm quan cai trị. Trường Phụ và Mộc Thạnh là những tên tướng nhà Minh khi rút quân về nước đã giao cho tướng Hoàng Phúc ở lại lo việc tổ chức bộ máy cai trị của chúng. Đích thân Hoàng Phúc đã hai lần đến nhà để chiêu dụ cha con Trạng Nguyên Sử Hy Nhan. Lần thứ nhất, Sử Hy Nhan tìm cách từ chối, nhất quyết không hợp tác với giặc. Lần thứ hai, cả gia đình ông đều bỏ trốn. Trước cảnh nước mất, nhà tan, muôn dân đau khổ dưới gót giày quân xâm lược, cha con ông tìm đường trốn lên núi Kê Quan, tức Mồng Gà, thuộc đất Đỗ Gia, nay là huyện Hương Sơn. Bày mưu tính kế nhưng không thuyết phục được, nên bọn chúng quy kết cho Sử Hy Nhan tội nghịch mệnh, rồi lung sục vơ vét hết tài sản. Đáng quý nhất và nhiều nhất là sách vở, trong đó có cuốn Đại Việt Sử Lược do ông viết. Ở vùng đất mới, cha con ông chiêu dân tổ chức khai hoang, lập nên xóm trại đầu. Qua thời gian, từ một vùng hoang vu rậm rạp, cư dân là những người nghèo khổ ở nhiều nơi đến với xứ trại đầu. Ngày càng đông đúc, quần tụ bên nhau, sinh cơ lập nghiệp, làm ăn sinh sống lâu dài. Vùng đất ấy ngày nay thuộc các xã Sơn Trà, Sơn Long, huyện Hương Sơn và Ân Phú, huyện Vũ Quang. Việc làm của cha con Trạng Nguyên Sử Hy Nhan, Sử Đức Huy được dân làng mến mộ, ngợi ca, công lao được ghi nhận. Người dân nhiều nơi đã lập đền thờ để ghi nhớ công ơn của cha con ông. Riêng người dân xứ Trại Đầu cùng nhau đóng góp công sức, tiền của xây dựng đền thờ Trạng Nguyên Sử Hy Nhan ngay cạnh lăng mộ của ông trên nền trại cũ. Trong đền có bài vị để Trần Triều Khôi Nguyên nhập nội hành khiển tri kinh diên, tứ kim ngư đại, sử tướng công, tử hy nhan, thần vị. Còn đôi câu đối trong đền ngợi ca công đức của ông: bách niên vạn cao, điền niên hoạch cốc, tam thập nhị hộ thế thế tri ân, được dịch là trăm ngàn vạn sào, ruộng đồng đầy lúa, 32 hộ đời đời nhớ ơn. Đến nay, chưa có nguồn tư liệu nào nói rõ năm sinh của Trạng Nguyên Sử Hy Nhan, còn năm mất của ông được xác định là năm 1421. Có tài liệu ghi cụ thể ngày 25 tháng 7 năm Tân Sửu 1421. Sau cự tang thân phụ một thời gian, mùa hè năm Ất Tỵ 1425, Sử Đức Huy cùng Trần Quốc Trung và Nguyễn Thời Kính là những gia thần của vua Trần Duệ Tông tìm đến yết kiến Bình Định Vương Lê Lợi, mới đến đóng quân ở căn cứ Đỗ Gia. Sử Đức Huy được Lê Lợi chọn làm Hàn Lâm Viện Sử Quan, Quốc Tử Bác Sĩ, về sau được thăng Thượng Thư Bổ Hộ. Thông minh, hiểu biết rộng, lại hoạt bát, nên Sử Đức Huy đã hai lần được vua Lê Lợi cử đi sứ nhà Minh. Đó là vào tháng 11 năm Đinh Mùi 1427 và tháng 10 năm Kỷ Dậu 1429. Ông cũng là người viết biểu cầu phong cho vua Lê Lợi. Đi qua thời gian, ngôi đền thờ Trạng Nguyên Sử Hy Nhan ở xứ Trại Đầu ngày xưa không còn nữa, chỉ còn một số đạo sắc phong thần, thì sau cách mạng tháng 8 năm 1945 được đưa về hợp tự, lưu giữ tại chùa Am tọa lạc ở vùng đất Đức Hòa, nay là xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. Còn tại ấp Ngọc Sơn xưa, ngôi đền thờ Song Trạng được Sử Bá Khoan, con trai Sử Đức Huy, cháu Sử Hy Nhan cùng dân làng góp công góp của dựng xây. Phía trước có hai câu đối được dịch nghĩa: hoa giáp cao nghìn tầm núi ngọc, gia khương dài một dải sông Minh. Con đường học hành khoa bảng, chí tiến thủ của cha con Trạng Nguyên Sử Hy Nhan, Sử Đức Huy luôn được người đời ngưỡng mộ, trở thành những tấm gương sáng cho hậu thế. Nhà thờ Song Trạng ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1994. Ngày nay, tại một số thành phố thị xã đã có những con đường được đặt tên Trạng Nguyên Sử Hy Nhan và Trạng Nguyên Sử Đức Huy. Quê hương ơi, một niềm yêu dấu, núi Hồng sông Lam muôn thuở chúng tình. Tiên giáng trần để dấu chân trên đá, từ thuở hồng hoang chim hồng về đây. Nơi voi trời dừng bước non cao, ngắm nhìn quê hương bốn mùa xanh thẳm,
nơi ông đùng rời non sắp núi, ngàn đời ông cha đã dựng nên làng, bao yêu thương gửi bao câu ví, nhớ dòng sông trắng bên đời bên chờ, tiếng chuông chùa vọng vào vách núi, trầm mặc hương bay vẫn vương lòng khách lạ trèo non. Anh bên em về thăm phố mới, có ngàn thông xanh du nhạc êm đềm, mây răng màn vờn quanh dáng núi, đến đây rồi đẹp tựa bông lai, bao ân tình dệt nên nỗi nhớ, hồng linh yêu thương vươn cánh bay xa. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn viên đền thờ tiến sĩ Trương Quốc Dụng, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà vẫn còn lưu giữ tấm bia đá cổ khắc chữ Hán có niên đại năm Tự Đức thứ 16, 1863. Bia sừng sững đi qua thời gian, gửi thông điệp cho hậu thế. Trải qua thời gian mưa nắng, một số chữ khắc trên bia đã bị mờ, nhưng những gì còn lại vẫn cho người đọc hiểu được sự kiện đắp đê trị thủy trên sông Rào Cái, ngăn việc xâm thực nước mặn và chấm dứt sạt lở đồng ruộng, đem lại bình yên và ấm no cho nhân dân của tiến sĩ Trương Quốc Dụng. Mời quý vị cùng nghe bài viết Bia trị thủy với gia đình tiến sĩ Trương Quốc Dụng của thạc sĩ Nguyễn Trí Sơn, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh. Trước đây, vào mùa mưa lũ, nước sông Rào Cái bắt nguồn từ dãy Trường Sơn chảy qua huyện Cẩm Xuyên vào huyện Thạch Hà, đâm thẳng vào xã Phong Phú, nay là xã Thạch Khê. Nước từ các bầu phía động phủ theo các khe chảy vào. Nước mặn từ phía biển sông Hải lưu mạnh theo hướng Bắc Nam kết hợp triều cường chảy lên. Ba hướng ấy kết hợp với nhau gây ra hiện tượng dòng chảy xoắn ốc mạnh, làm sói lở và ngập mặn nghiêm trọng. Sông Rào Cái đoạn chảy qua xã Phong Phú cũ, lòng sông uốn cong, dòng chảy mạnh làm sạt lở lấn sâu vào bờ, tạo thành một vùng sắc hiểm ngập trong nước mặn. Hàng năm dòng nước lũ đã cuốn trôi hàng chục mẫu ruộng và có nguy cơ làm mất nơi sinh cơ lập nghiệp của dân làng. Hiểu được nỗi thống khổ đó, gia đình bốn thế hệ của tiến sĩ Trương Quốc Dụng gồm Quan Thị Nội, Hương Cống Trương Quốc Kỳ 1730-1789, Thiêm Sự Phủ Quân Tú Tài Trương Quốc Bảo sinh năm 1772, mất năm 1854, Thượng Trụ Quốc Đông Các Đại học sĩ tiến sĩ Trương Quốc Dụng sinh năm 1797, mất năm 1864 và Chủ Sự Cử Nhân Trương Quốc Quán sinh năm 1827, mất năm 1862, đã khởi xướng và tích góp tiền của cùng với các quan chức đồng liêu, nhân dân xã Phong Phú và các xã lân cận đóng góp công của đắp đê, xây các mỏ hàn, dân quen gọi là cánh hàn, ngăn lũ xâm thực nước mặn và chấm dứt sạt lở đồng ruộng và đê sông Rào Cái, đem lại bình yên và ấm no cho nhân dân. Theo nội dung văn bia, người khởi xướng công việc này là Trãi Hiên tiên sinh Trương Quốc Kỳ, ông nội Trương Quốc Dụng, người có tầm nhìn xa trông rộng. Với khả năng và điều kiện của mình, ông đã cung tiến hai sở ruộng cho xã làm ruộng văn chỉ, ruộng phục vụ cho việc khuyến học và thờ tự nơi tôn vinh đạo học. Hàng năm cũng có dư ra một ít tiền gạo. Về sau, thân sinh Trương Quốc Dụng là Trương Quốc Bảo tiếp tục thực hiện việc tích góp tiền của riêng ra để chuẩn bị cho việc đắp đê trị thủy. Hơn 20 năm tích lũy tiền của, người trong làng cũng thủy lực đóng góp thêm công sức, bắt đầu khai thác đá ở núi Nam Giới, đem về làm kè hộ đê. Từ già đến trẻ đều gắng sức để làm xong kè. Các xã ở bên cạnh cũng kéo đến góp sức. Lấy niên hiệu Tự Đức thứ hai, năm 1849 khởi công. Khi ấy, thế nước chảy xiết về chỗ trũng thấp, dòng nước xoáy chảy mạnh khiến các loài thủy tộc như ba ba, giải trãi bị cuốn phăng ra hồ bằng, hàng hốc bị nước đánh tung phá vỡ, bãi nổi chìm ngập, cầu đường bị hư hỏng, các loài trên cạn có thể bị xìm chết. Làm kè xong, bờ bãi không còn bị phá nát, bờ kè không bị phá hủy, đất ruộng được hồi sinh. Lại tùy mùa màng mà hàng năm bồi đắp thêm để phòng sụt lở. Khi hữu sự thì cắt cử người đứng chủ, cùng với người làng lo công việc.
các vị chức sắc quan viên trong xã đều cùng tham gia làm việc nghĩa lợi. Tuy rằng lợi nhỏ nhưng không uổng phí, tất cả đều dốc sức cho việc trị thủy. Sau 6 năm đã hoàn thành được 6 cánh hàn đê, đoạn từ bãi tràn Hòa Lạc, miếu Đài Hai về hói ông Hương. Công việc sang sở thì tú tài Trương Quốc Bảo mất, thực hiện ý nguyện và công việc của ông và cha của mình. Tiến sĩ Trương Quốc Dụng trong thời gian về chịu tang cha đã cùng với con trai là cử nhân chủ sự Trương Quốc Quán tiếp tục kè sông đắp đê được thêm 3 cánh hàn nữa. Công trình hoàn thành mỹ mãn trong sự vui mừng khôn xiết và biết ơn của dân làng, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng dân cư địa phương, phát huy vai trò bảo vệ nhân dân vào mùa mưa lũ, từ đó cho đến khi đắp đê hữu hạn như hiện nay. Để ghi lại sự kiện lịch sử này, Trương Quốc Dụng đã xây dựng, trực tiếp soạn văn bia và tổ chức khánh thành bia vào năm Quý Hợi năm 1863 tại vị trí vườn nhà bà Nhương, ông Hoàn Nhu, thôn Tân Hương, xã Thạch Khê ngày nay, trước khi ông đi nhận nhiệm vụ tiểu trừ bọn phản động ở miền Đông Bắc của Tổ quốc và hy sinh ngày 26 tháng 6 năm Giáp Tý 1864 trên vùng biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Bia được tạo tác hình vuông, nhân dân địa phương thường gọi là bia quan thượng, bia cụ thượng. Bia có kích thước cao 0,9m, rộng 0,6m, đế hình vuông, giật cấp 0,4m. Ba mặt khắc chữ Hán, chữ khắc chân phương sắc nét. Trải qua thời gian lại không được bảo quản chu đáo, cho nên các mặt bia hiện nay đã bị bào mòn. Trước đây bia dựng tại bờ sông nơi kè đá đắp đê, nhưng do nhiều nguyên nhân, bia đá này đang nằm trong khuôn viên. Hà Tĩnh ơi, bao năm rồi vẫn thế, vẫn con đò bên nước và dòng sông. Ai đi xa mà lòng nọ muốn về để nghe mẹ hát ru như ngày xưa, về ăn cơm đường mát ngọt tận trong tim, uống nước chè xanh thắm tình người quê ta, tìm bóng mẹ quê giữa trưa hè nắng cháy, tìm lại tuổi thơ bao năm trời cách biệt, về nghe gió Lào kể chuyện những hè sang, chuyện đêm trăng đỏ ai ngỏ lời yêu ai, em ngại ngùng nọ nói được câu chi, nọ nói yêu cùng nọ ghét người ơi, để cho ai lưu luyến mãi quê mình. Thưa quý vị, đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu được xây dựng cách đây 600 năm. Dù đã được trùng tu nhiều lần, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính độc đáo theo lối kiến trúc cổ, là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân và du khách thập phương. Mời quý vị cùng nghe bài viết Cổ kính, linh thiêng, đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu do biên tập viên Sĩ Tâm sưu tập. Nguyễn Biểu là tướng nhà Hậu Trần 1350-1473. Nguyễn Biểu đỗ thái học sinh, tức tiến sĩ, thời Trần, phò vua Trần Trùng Quang chống giặc Minh, giữ chức điện tiền thị ngự sử. Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, tình thế đất nước lúc ấy rất nguy cấp. Nguyễn Biểu đi sứ dâng biểu cầu phong theo lệnh vua. Quan tổng binh nhà Minh là Trương Phụ đã nham hiểm dọn cỗ đầu người hòng khuất phục Nguyễn Biểu, nhưng ông vẫn điềm nhiên quét mắt ăn và cảm khái: nam nhân thực, Bắc nhân đầu hào hạp, nghĩa là người Nam ăn đầu người Bắc rất ngon, và mắng nhà Minh là kẻ xâm lược. Tức giận, Trương Phụ đã trói Nguyễn Biểu dưới cầu Lam để thủy triều dìm chết ông vào ngày 1 tháng 7 năm Quý Tỵ. Trương Phụ giết ông nhưng vẫn ngầm kính phục, cho đưa thi hài Nguyễn Biểu về an táng tại Bình Hồ, nay là xã Yên Hồ. Vua Lê Thái Tổ sau khi chiến thắng giặc Minh 1428 đã cho lập đền thờ ông ở Nội Diên, hiện nay là thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ,
phong là nghĩa liệt hiển ứng uy linh trợ thuận đại vương, tức là nghĩa sĩ đại vương. Còn theo sách Địa chí huyện Đức Thọ ghi chép về việc xây dựng đền nghĩa vương thì khoảng niên hiệu Hồng Đức 1470 đến 1494, vua Lê Thánh Tông sai lập miếu thờ nghĩa sĩ Nguyễn Biểu tại Bình Hồ, ban ruộng tế và cho lấy trong dân sở tại một lễ lang và hai tự thừa trông nom việc thờ cúng, lại giao cho trấn quan mỗi năm một lần về cúng tế. Đến cuối đời Lê không còn lễ quốc tế, thế nhưng hơn 200 năm sau, người dân địa phương vẫn thờ phụng nghĩa vương như vị thành hoàng lạc. Ngôi đền cũng được bảo vệ và tu sửa thường xuyên. Cho đến thế kỷ thứ 18 thì đền bị cháy do binh lửa chiến tranh. Đến đầu đời Nguyễn, nhân dân lại xây dựng lại để thờ phụng nghĩa vương. Đến năm 1869, đền lại tiếp tục được trùng tu, xây dựng nội tẩm, thượng đường. Và cũng trong thời gian này, thám hoa Ngụy Khắc Đản, bố chính Nghệ An, cấp vật liệu xây dựng ngôi trung đường. Các vua triều Lê, triều Nguyễn đều có sắc bao phong nghĩa vương, nhưng hiện nay chỉ còn lại văn bản 5 đạo sắc. Đời Nguyễn có các đạo sắc ngày 19 tháng 9 năm Minh Mệnh thứ 5 1824, ngày 4 tháng 11 và ngày 2 tháng Chạp năm Thiệu Trị thứ 3 1842, ngày rằm tháng 11 năm Tự Đức thứ 3 1849. Đời Lê chỉ còn đạo sắc duy nhất để ngày 27 tháng 8 năm Cảnh Hưng thứ 44, ngày 23 tháng 9 năm 1783. Theo đạo sắc này thì tước hiệu đã là đại vương. Các điểm nhấn công trình kiến trúc của ngôi đền gồm từ cổng ngoài vào sân đền, qua hai trụ hoa biểu cao vút thì đến hai ngôi nhà bia. Trong đặt hai tấm bia đá khắc dựng đời Nguyễn. Văn bia thứ nhất do cử nhân Hoàng Xuân Phong, quê thôn Nhân Thọ, nay là xã Bùi La Nhân soạn, ghi thân thế sự nghiệp và bài minh ca tụng nghĩa vương, đề ngày 2 tháng 5 năm Tự Đức 28. Tấm bia thứ hai do dân hai thôn Nội Diên và Yên Phúc dựng, văn bia do cử nhân Lê Viết Huy, quê Thanh Hóa, Nhuận Sắc, ghi sơ lược thân thế nghĩa vương, thời gian được phong tặng sắc và quá trình xây dựng đền, đề ngày 8 tháng 10 năm Tự Đức 30, ngày 12 tháng 11 năm 1877. Trước đền có một khu đất xưa nay là cấm địa, tương truyền đó là lăng mộ nghĩa vương. Từ 6 thế kỷ nay, ngôi đền nghĩa vương ở Bình Hồ, Yên Hồ đã là biểu tượng thiêng liêng của tấm lòng trung nghĩa đối với nhân dân. Ông cử lang Vân Tràng là Lê Lai Yến có vế đối văn phong năng khởi sĩ phu tâm, nghĩa là nghe đến tiếng tăm của ngài, lòng sĩ phu phải dấy động. Quả vậy, không phải vô cớ mà văn thân Nguyễn Phạm Tuân, quê ở Quảng Bình, nguyên tri phủ Đức Thọ, trước khi về quê khởi nghĩa chống Pháp, đã đến thăm ngôi đền lịch sử Bình Hồ, để lại bài thơ với câu kết: thê thảm Bình Hồ thiên cổ miêu ý, y chính khí dẫn thanh phân. Tức là, quạnh quẽ Bình Hồ, ngôi miếu cổ hương thơm, chính khí nức nhân gian. Đền thờ Nguyễn Biểu là di tích lịch sử văn hóa được nhà nước xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1991. Ngày 1 tháng 7 âm lịch hàng năm, chính quyền, ngành văn hóa, dòng tộc và nhân dân làm lễ tưởng niệm nghĩa vương Nguyễn Biểu. Của quê tôi đất Hà Tĩnh anh. Sự đông lộc ngàn năm vẫn mãi trường tồn, núi Hồng chiều về soi bóng nước sông lớn, nghe nhịp bánh cá thu thương quê mẹ, ánh trăng ngân theo mái treo lướt nhẹ, bến Tam Xoa câu ví dặm ân tình, có đi xa lòng bồi hồi thương nhớ nơi quê hương mình Hà Tĩnh trong.
người Hà Tĩnh. Mục giai thoại danh nhân. Thưa quý vị và các bạn, Đinh Nhật Thận sinh năm 1815 và mất năm 1866. Ông là danh sĩ đời Nguyễn, thuộc hầu duệ dòng họ Đinh Nho ở Sơn Hòa, nay là An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn. Từ nhỏ đã sáng dạ, có trí nhớ tốt, chăm chỉ học hành. Vào năm 1837, ông thi đỗ cử nhân, kỳ thi hội năm Mậu Tuất. Năm 1838, ông đỗ tiến sĩ, ghi danh thứ ba bảng vàng. Ông được bổ làm tri phủ nhưng không nhận mà thích sao du đây đó, làm thuốc, làm thơ. Mời các bạn cùng đến với mẩu chuyện Thư mời đánh tổ tôm do Phan Dung sưu tầm. Nghe nói sau khi giao du với Cao Bá Quát, cuộc khởi nghĩa nông dân thất bại, Đinh Nhật Thận về làng vui thú điển viên, giao kết bạn hữu gần xa. Một hôm có ba người bạn đến chơi nhà, rủ nhau đánh tổ tôm. Đinh Nhật Thận lấy tờ giấy nhỏ ra ghi mấy dòng: tứ tướng sĩ cụ chỉ khiêm nhất viên, tương nhất bách nhị thập tinh binh độ Hà Lai chiến. Rồi sai người nhà đưa đến một người bạn khác bên kia sông. Người đưa thư đến bến đò thì bị một tên lính chặn lại. Đọc xong mảnh giấy, anh ta mừng rơn vì cho rằng đây là một cuộc mưu loạn nên chạy về bẩm quan. Viên quan huyện cũng tin như vậy, bèn cho bắt nghè Đinh. Khi thẩm vấn bị vặn đi vặn lại nhiều lần, Đinh Nhật Thận chỉ một mực trình bày: đây là lời nhắn bạn sang đánh tổ tôm. Đã có ba người bạn, cộng với tôi nữa là tứ tướng sĩ cụ. Lệ đánh bài có 5 người mà mới được 4, nên chỉ khiêm nhất viên. Nhà tôi không có cỗ bài 120 con, nhất bách nhị thập tinh binh nên phải mượn. Nhà bạn bên kia sông nên phải mời, độ Hà Lai chiến. Viên tri huyện là người sành tổ tôm nên chẳng ngạc nhiên trước lời giải thích ấy, nhưng đã vô cớ đưa một vị tiến sĩ ra trước công đường nên rồi cũng trình lên quan tỉnh. Biết tài của Đinh Nhật Thận và thói hấp tấp của viên tri huyện, An Sát Nghệ An bèn quy cho Đinh Nhật Thận tội yêu thư loạn ngôn, lập thành văn án tấu về triều. Trớ trêu thay, thượng thư bộ hình mới được thăng chức trước đây có hiềm khích với Đinh Nhật Thận nên bản án bị bác mà phải ra hình. Nhưng khi ngày Đinh bị giải vào kinh hạ ngục thì đúng vào lúc mẹ quan thượng thư ngã bệnh nan y, thuốc nào cũng không khỏi. Chẳng biết từ đâu, cụ lại biết một người bị nhốt trong ngục lại là một thầy thuốc giỏi. Bà bảo con trai cho tù nhân ra khỏi ngục chữa bệnh cho mình. Quan thượng thư tìm mọi cách từ chối, nhưng bà cụ nhất định không chịu. Vả lại bệnh của mẹ, thập tử nhất sinh, nên đành cho lính mở cửa ngục, gọi Đinh Nhật Thận. Ông ngày Đinh điềm tĩnh nói với người lính: ta đã chịu được thân phận ngồi tù, thì cũng có quyền đứng ở cương vị thầy thuốc khi người bệnh cần. Vì chữa bệnh cho mẹ quan lớn, nên quan lớn sẽ đến mời ta. Chú cứ về nói với ngài như vậy. Nghe lính về tâu, quan lớn chần chừ. Bà cụ lại dục buộc quan phải đến, cho lính rước kiệu mời ông. Bắt mạch kê đơn, ngay từ thang thuốc đầu, bệnh tình bà cụ đã thuyên giảm. Sau khi lành bệnh, bà cụ bảo con tâu với vua tha bổng sanh y là ân nhân của mình. Vua tự đức biết tha thì không khác gì tha hổ về rừng, nên giữ ông lại trong cung, dạy cho mấy hoàng tôn và chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Quê hương con người Hà Tĩnh kỳ này xin kết thúc tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Thuận Huế, Sĩ Tâm qua giọng đọc của Phương Hiền, Phương Quý. Kỹ thuật viên âm thanh Hồng Thắm thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.